luôn tay luôn. Thịt chó hấp này các bạn nhìn thấy không? Đây này, những cái thớ thịt này nhìn rất là ngon luôn. Gỡ đây đi thì đấy, nóng hổi luôn. Ui giời, rượu mặn này. Chào các bạn nhá, cảm ơn các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình nhá. Hiện tại bên mình đang có mặt ở trên khu vực Đồ Ăn Chín ở thành phố Lạng Sơn, một trong những khu có rất là nhiều những cái món ăn ngon và nổi tiếng ở Lạng Sơn, và đặc biệt đó là vịt quay và lợn quay, hai món đặc sản ở trên Lạng Sơn. Nếu bạn nào đến Lạng Sơn thì các bạn nhớ ghé vào những cái khu vực Đồ Ăn Chín này để chúng ta cùng thưởng thức những cái món ăn rất là ngon ở Lạng Sơn. Bên cạnh các bạn nhìn thấy đó là những cái hàng thức ăn chín bán đầy đủ các loại thức ăn luôn. Nào chúng ta di chuyển xuống phía dưới một chút này. Ở đây cũng có rất là nhiều những hàng vịt quay nổi tiếng. Ví dụ như là đây là vịt quay Hương Nga, chúng ta ghé vào hàng vịt quay Hương Nga nhá. Ăn chín là hàng vịt quay Hương Nga, một trong những hàng vịt quay rất là nổi tiếng ở Lạng Sơn, được rất là nhiều người lựa chọn đây. Đây, những con vịt các bạn nhìn thấy không? Rất là vàng này và bóng. Con người ta mới biết là mình nào bán. Quay anh chả thôi, kia có một đây một sệt vịt đang ra kìa. Đấy. Quay chị là được quay anh. Vàng chưa? Vừa mới ra lò đấy. Đấy, những con vịt này béo này. Em ăn nào không? Chút lá mong mật. Đặc biệt là ngày 08 thì rất là đông người đến mua vịt với gà, rất là nóng hổi. Di chuyển sang đây một chút nào. Quay nổi tiếng rất là đắt hàng luôn. Chắc. Luôn tay luôn.
bên cạnh này có hàng giò chả nữa các bạn nhé. Đấy, cũng rất là nổi tiếng. Và bên cạnh đó là một hàng vịt quay, đó là vịt quay Đỗ Doanh, cũng rất là nổi tiếng nhé. Chúng ta ghé vào xem hàng vịt quay Đỗ Doanh một chút. Đây là vịt quay Đỗ Doanh, địa chỉ là 159. Cháu nhà báo à? Dạ không, cháu chia sẻ một tí chút được ạ. Cháu, cô đang bảo là cô muốn nhờ cháu một việc này, như gia đình nhà cô ấy, nhà cô vẫn ở như bị người ta lấy sổ đỏ cho người khác, có được không? Không, cái đấy cháu không mà phải mảng của cháu đó. Cái này mạng xã hội thôi. Cháu làm về ẩm thực ạ, không phải về tin tức ạ, tin tức mới được ạ. Đây thì con vịt rất là nóng ấy, các bạn nhé. Em ấy vứt cái con câu đi. Vâng. Cô vừa trước vừa hỏi là có câu không? Mỗi người có sở thích không? Nhiều người không thích cái phao câu, là có mùi hôi hôi, ăn được mới được, nó béo nữa, không ăn được, không ăn được nó bị hôi. Đúng rồi, sao mà nó cũng béo mà nhỉ, phao câu là béo lắm. Wow, mua hẳn con về à bà hả bà? Kia đi lấy. Cái hút rượu à? Để lên đây. Bao tiền? Đợi tí. Chuyển xuống dưới này một chút nào. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ ghé đến hàng thịt chó nhá. Đấy. Rất là ngon. Thịt chó nó ngon quá. Chân này. Đấy, thịt chó hấp này, bạn nhìn thấy không? Đây này, những cái thớ thịt này nhìn rất là ngon luôn. Chân chó này. Wow, bà chủ vừa mới đổ rượu mận ra này. Nóng hổi luôn này. Hôm nay định vợ này đi thì đấy, nóng hổi luôn. Ui, rồi rượu mận này. Tăng đấy. 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 Anh tăng được vài ngày xong mình lại thú giá bình thường thôi, mình cứ bán ít một tí phục vụ mọi người. Rượu mận này ngon thế nhỉ? Phải ra đây rồi. Cái này nó vừa mới, cái này vừa mới làm nấu ra ấy nhỉ, nóng hổi. Cái này lấy hết rồi, em vừa mới quên nồi khác. À thế à? Đấy. Bán hết một nồi á? À? Nhanh nhở? Hôm nay cuối tháng mà. Cuối tháng nhá, người mua sớm thì bán đã. À, hôm nay bán đậu luôn, cái năm mới đồ nào nhở? Các bạn nhá, tiếp theo chúng ta hãy ghé đến một trong những hàng thịt gà quay, những vịt quay rất là nổi tiếng ở Lạng Sơn. Đọc review cho chị là được. Review lên bà quay bà. Bà lại hôm nay lại không quay. Đây, gà quay vàng ươm ấy. Đây, các bạn nhá, đồ ăn chín đấy. Quay xa đây, bắn được người này. Vâng, xin cứ chặt em không lỗ nào. Đây, nóng hổi luôn. Một nửa gà này chị bán bao nhiêu chị nhỉ? 150 em ơi, một góc này 100. À, góc 100. Gói giấy bạc, nóng hổi. Đảm bảo luôn. Đảm bảo với nhà vẫn nóng. Đúng rồi. Phía ngoài nhé, các bạn nhìn thấy ông chị bán rất là nhiều đồ nhé. Đây này, gà luộc này, vịt luộc này. Đây là những con gà rất là vàng. May con gà làm mẫu đấy. Quá con gà này. May con gà làm mẫu đấy. Bùi nghệ này. Bùi nghệ nó mới vàng, nó mới đẹp. Là gà thiên làm của nó đấy. À, gà chuẩn đấy mà nhờ. Gà chuẩn đấy. Lan đâu ngộ à? Lan. Ăn cơm à? Ừ, hôm nay Lan mệt lắm. Làm cả đêm.
Vâng, sáng nay cháu lại không có thời gian. Tay rất là dẻo luôn. sáu tám tuổi như này rất là khỏe đấy, vẫn hộ con cháu này. Này là chạy người cũng phải nhìn cơ mà. Không vào tay thế mới giỏi. Tay mình mất hết đốt rồi. Các bạn nhé, thì hôm nay mình đã đưa các bạn đi đến khu đồ ăn chín rất là nổi tiếng ở Lạng Sơn để trải nghiệm ngày ông công ông táo. Mình đánh giá ngày hôm nay mọi người mua gà mua vịt rất là nhiều luôn. Thì hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình nhé. Bye bye.